Dạ, chị bữa nay like hơi trễ chị, tại bữa nay em có công việc á, bữa nay có công việc nên em like hơi trễ. Mỗi bữa là 1 giờ, là 1 giờ là like rồi. Dạ, túi trắng này chị. Dạ, túi trắng này em sale còn 60.000 à chị ơi, túi trắng này 60.000, túi gì xích? Túi gì xích 60.000 nha chị. Rồi hả chị chịu cái này thì nhắn cho em nha. Chị Giang ơi, chị có lấy cái túi đó không? Chị có lấy cái túi thì chị nhắn cho em ha, em để lại cho chị nha. Rồi, ai đang trong live chấm bài chia sẻ giùm em nha mọi người. Ai đang trong live chấm bài chia sẻ giùm em nha. Bữa nay em like áo đồng giá 3 cái 100 ngàn nha mọi người. Like áo đồng giá 3 cái 100 ngàn nha. Bữa nay là đồng giá 3 cái 100 ngàn nha. Áo 3 cái 100. Ai đang trong like chấm bài chia sẻ giùm em nha mọi người. Lâu lâu em mới lên like lại á mọi người ơi. Em nghĩ hôm nay nay em mới lên like lại nè. Thương em chấm bài chia sẻ giùm em nha mọi người. Ai đang trong like chấm bài chia sẻ giùm em nha. Bữa nay em like 3 áo 100 ngàn nha mọi người. Like 3 áo 100 ngàn nha. Nè, đồ rất là nhiều luôn nha mọi người. Hiện tại bây giờ đồ nhiều quá, em không còn chỗ chất nữa, cho nên em sẽ like xả nha. Like xả đồng giá nha, 3 cái 100 ngàn nha mọi người. Like xả 3 cái áo 3 cái 100 ngàn nha mọi người. Cái này nó hơi cao. Rồi ai đang trong like chấm bài chia sẻ giùm em đi. Em like bữa nay em like 3 cái áo 100 ngàn. 3 cái áo thiệt đẹp 100 ngàn thôi nha. Em xả 3 cái 100 ngàn. Ai lấy chấm bài chia sẻ giùm em ha. Áo rất tốt kim tuyến mọi người ơi. Áo rất tốt kim tuyến nha. 3 cái 100 ngàn nha mọi người. Rồi ai đang trong live chấm bài chia sẻ giùm em đi. Bữa nay em live hơi trễ cho nên mọi người bận công việc hết rồi hay sao ta? Bữa nay live vắng quá. Bữa nay live vắng quá mọi người ơi. Mọi người chấm bài chia sẻ giùm em nha mọi người. Bữa nay live vắng quá. Ai đang trong live chấm bài chia sẻ giùm em nha.
Rồi, ba áo 100.000 nè. Ai đang trong live chấm bài chia sẻ giùm em ba áo 100.000 nha mọi người. Dạ dày còn hả? Dày còn chị ơi. Dày còn nha, dày còn mà còn một ít à. Em còn một ít dày à. Chị đang kiếm dày hả chị? Còn ít dài hả? Em còn cái đôi của mát nè. Em còn cái đôi của mát nha. Đôi da cá sấu của mát nha. Da cá sấu của mát nè. Rồi ai lấy con này ai lấy con này. Con này chắc tầm size 40 á. 40. Size dài 40 á. 39-40 nha. Rồi size chân tầm 40 nha. Giày bé. Giày bé size 35 hả? Giày bé size 35. Còn đôi này size 32. Rồi. Đôi này đúng không chị? Đôi này size 35 nè. Đôi Mosino, Mosino size 35 nha. Size 35 nha, sale 60.000 nha mọi người. Này em sale 60.000 nè. Mosino nha. Rồi đôi này còn mới mới tầm 70-80% á, 80% nha. Phần đế nè, viền đế vẫn còn đẹp nha. Viền đế vẫn còn đẹp nha, không trầy nha. Không trầy, không dơ nha. Về là mình chà sơ lại cái này mềm. Cái này khách mang chắc chừng 1-2 lần à. Cái này khách mang chừng 1-2 lần là ta nghỉ mang rồi. Rồi hàng Thái Lan nha mọi người. Đôi này của hàng Thái Lan nha. Đôi bata này của hàng Thái Lan nè. Chị Trà Giang ơi, chị Trà Giang lấy cái này không? Chị Trà Giang lấy cái này thì comment giùm em giày đỏ nha. Comment giùm em giày đỏ đi. Em chốt cho mình cái này nha, 60.000. Giày cực kỳ cưng nha. Giày cưng lắm. 35. Mang thể thao cực kỳ đẹp luôn nha. Không hề tróc keo nha mọi người. Em kiểm tra đây là giày nè. Không có tróc keo nha. Rồi. Đôi giày còn đẹp nè. Giày còn mới đẹp nha. Mosuro. Hiệu Mosuro nha. Rồi 35, size 35 nè chị. Chị lấy không? Chị lấy chốt giùm em. Comment giùm em chữ giày đỏ đi. Comment giùm em chữ giày đỏ ha. Em chốt cho mình nha.
giờ em chỉ còn có một đôi size 32 này thôi. Đôi 32 này em chỉ còn có một đôi thôi à chị ơi. Còn có một đôi này nè. Để em kiếm lại coi nha. Chị ơi. Dạ. Đây ạ. Khẩu trang á chị. Khẩu trang em hết khẩu trang rồi chị ơi. Em hết khẩu trang rồi. Rồi, ai lấy con này em chốt 60.000 nha. Chốt giùm em mã túi trắng nha. Con này mang cưng lắm nha mọi người. Rồi ai lấy con này chốt giùm em mã túi trắng nha. Con này size túi size 23 nha, túi size 23 nha. Con này để vừa điện thoại bóp, bóp điện thoại được luôn nha mọi người. Để vừa bóp điện thoại nha. Con này vừa vừa mang nè. Có phải kiểu đeo nách này bây giờ đang thịnh hành nha mọi người. Kiểu đeo nách là đang thịnh hành nha. Đang thịnh hành kiểu đeo nách. Rồi ai lấy chốt cho em mã túi trắng nha. Kiểu kẹp nách nè. Rồi sang cực kỳ. Rồi con này, con túi này 60.000. Ai lấy chốt giùm em mã túi trắng 60k nha. Chốt giùm em mã túi trắng 60k kèm tên, kèm số điện thoại cùng địa chỉ giùm em nha. Rồi ai lấy chốt giùm em, nhớ kèm số điện thoại và địa chỉ giùm em nha. Mã túi trắng 60k nha. Đôi giày cho bé trai nè. Em còn đôi giày cho bé trai màu trắng. Em còn đôi giày cho bé trai màu trắng nha. Em có đôi giày hôm qua đặt trên TikTok chị ơi. Bây giờ cái TikTok của em đang bị khóa rồi. Cái TikTok của em đang bị khóa nha. Chị chốt cái đôi nào thì chị có thể chụp màn hình lại giùm em được không? Chị còn hình chụp không? Chị nhắn lại giùm em hoặc là chút nữa chị nhắn giùm em cái đôi giày, mô tả giùm em cái đôi giày đó như thế nào nha. Tại hiện tại bây giờ á, bên TikTok của em bây giờ nó đang bị khóa rồi. Bị khóa like á. Hôm qua chị Thảo like, mặc cái áo, mặc cái áo có chữ Adidas ở đây nè. Nó bị khóa TikTok luôn rồi. Bây giờ dạ. Rồi, ai ưng đôi này chốt giùm em mã giày trắng nè. Đôi giày trắng này size 30 nha. Đôi giày trắng size 30 vẫn còn đẹp dễ thương lắm. Rồi ai lấy chốt con này giùm em nha. Con này bé trai mang cưng lắm. Rồi ai lấy chốt con này mã giày trắng giùm em nha. Giày trắng giùm em 60.000 nha mọi người. Size 30 nha. Ai lấy chốt giùm em mã giày trắng size 30 nha. Giày trắng size 30 nè, da vẫn còn rất là đẹp luôn. Không có bị tróc keo nha mọi người. Con này vẫn còn đẹp nha. Con này vẫn còn đẹp, không có bị tróc keo nha. Nhưng mà nó hơi dơ, mọi người về chà giùm em nha. Mọi người về chà giùm em nha mọi người. Rồi ai lấy chốt giùm em con giày bé trắng này 60.000 nha. Size 30, 60.000 size 30. Ai lấy chốt giùm em con giày này. Giày trắng này 60.000 size 30 nha.
Rồi em còn con đôi giày màu dạ quang nha, màu cam dạ quang phối cổ viền xanh nha, màu cam dạ quang phối cổ viền xanh. Rồi con này size size 38 nha. Con này size tầm 38-39 á, size chân tầm 38-39. Rồi ai lấy chút con này mã giùm em giày cam, giày thể thao cam nha, giày thể thao cam 60.000 nha. Rồi ai lấy chút giùm em mã giày thể thao cam nha. Rồi ai lấy chút giùm em mã giày thể thao cam nha. 9 bụi nha mọi người, bị 9 bụi. Rồi ai lấy chút giùm em mã giày thể thao cam nha, 60.000. Giày cam 60. Giày cam chốt cho chị Phương Thanh nha. Giày cam chốt cho Phương Thanh nè. Chị Phương Thanh ơi, cho em số điện thoại nha. Chị Phương Thanh có số điện thoại địa chỉ rồi. Rồi em lên like áo nha mọi người. Rồi ai lấy áo comment giùm em nha. Áo kim sa này comment giùm em áo kim sa nha, mã số 1 nha mọi người. Áo kim sa mã số 1 nha. Nay em xả cái 3 cái 100.000, cứ lựa 3 cái là 100.000 thôi nha. 3 cái tính tiền 100.000. Đẹp như hàng shop luôn. Đẹp như hàng shop nha. Rồi áo rất tốt kim sa. Áo rất tốt kim sa nha. Ai lấy con này chốt giùm em mã 01. Mã 01 giùm em. Rồi ai lấy con này chốt giùm em mã 01 nha, cứ 3 cái là 100.000 nha mọi người. Bữa nay là 3 cái áo 100.000 nha, ai lấy chốt giùm em mã 01. Mã 01 nè, 3 cái áo 100.000, cứ 3 lựa 3 cái áo ngẫu nhiên nha. Lựa 3 cái áo nha. Mình có lựa cho mình tròn được 3 cái áo là tính 100.000 thôi nha. Bữa nay cầm 100.000 mua được 3 cái áo luôn nè. Quá đẹp, quá xuất sắc. Áo phía sau có dây kéo nha. Phía trên phối lưới, đằng sau là dây chéo, phía trên phối lưới giùm em. Ở dưới bo chung nha. Bo thung nha mọi người. Rồi ai lấy con này chốt giùm em mã 01 nha. Con này size 55kg độ lại mặt dừa nè, 52kg độ lại mặt dừa thôi nha. Rồi ai lấy con này chốt giùm em mã 01 nha. Ai lấy chốt giùm em mã 01. Rồi ai lấy chút giùm em mã áo 01 nha. Rồi áo. Áo nhung nha. Áo nhung cổ cao. Áo nhung tay dài cổ cao nha. Áo nhung tay dài cổ cao nha, ai lấy chút giùm em mã 02. Mã 02 nha mọi người, 52kg độ lại mặt dừa nè. 52kg rồi mà lại mặt dừa nha. Áo nhung mã 02 nha. Rồi ai lấy chút giùm em mã áo nhung 02. 3 cái áo 100.000 nha. Bữa nay là 3 cái áo 100.000, ai cũng vậy nha. Cứ lộ giùm em 3 cái áo. Rồi áo mã 03. Mã 03. 52kg độ lại mặt dừa. Mã 03 52kg độ lại mặt dừa nha. Mã 03 màu cam gạch nha, màu cam gạch, mặt lên tôn da lắm nha.
Rồi ai lấy chút giùm em mã 03. Mã 03 nha, 3 cái áo 100 ngàn nha mọi người. 3 cái áo 100 ngàn nha. Ở đây còn cái túi xanh nè. Em còn cái túi xanh, có ai thích túi xanh này không ạ? Túi đeo chéo nha, túi đeo chéo màu xanh nè. Rồi ai ưng con này chốt giùm em mã túi xanh nha. Rồi mã 02 chốt cho Nghi Hoàng. Mã 02 chốt cho Nghi Hoàng nha. Nghi Hoàng ơi, cho em xin số điện thoại nha. Cho em xin số điện thoại đi chị Nghi Hoàng ơi. Có chị. Mình tính đi du lịch phải không chị? Chị Thanh ơi, mình tính đi du lịch hả? Em có cái giỏ nè. Cái giỏ này thì đựng được tầm 3-4 bộ đồ ha, 3-4 bộ đồ mỏng. Nếu như mà đồ jean á, đồ jean thì tầm 2-3 cái quần jean hoặc là 4 cái, 3 cái quần jean không ha. Nếu chưa tầm 2-3 bộ đồ thì cái túi này được ha. Túi này mặc như... Rồi, lấy gì chốt giùm em ba lô nha. Ba lô 50 ngàn nha. Rồi, ba lô da 50 ngàn nha. Rồi, lấy chốt giùm em ba lô da 50 ngàn nha chị. Con này đựng được 3-4 bộ đồ này chị. 3-4 bộ đồ ấy, đồ dùng cá nhân nha. Như em có cái túi bự nữa. Nhớ có cái túi bự nữa. Nè chị. Hàng Michenko nha. Hàng Michenko nha mọi người. Cái này hàng Michenko nha. Hàng tiền triệu nha. Nè mọi người nhìn giùm em nha. Chất liệu da nè, dày lắm. Con này mua không phí tiền nha. Con này mua không phí tiền nha mọi người. Con này 70 ngàn à. Michenko mà chỉ có 70 ngàn thôi mọi người tin được không? Tại vì cái hàng này là cái hàng, hàng người ta thanh lý rồi. Hàng người ta thanh lý ha. Người ta trộn lẫn vô, có hàng tốt luôn nha chị. Ba lô ha, ba lô, bây giờ có ba lô. Ba lô nhỏ nhỏ nữa hả. Nhưng mà em thấy cái túi này đẹp nè. Túi này chị đựng được 2-3 bộ đồ luôn nè. Còn cái ba lô bự. Còn cái ba lô này hả? Ba lô này được không chị? Ba lô kim sa nè, 70 ngàn nha. Ba lô kim sa này 70 ngàn nha chị. Đằng sau da nha. Rồi ưng chốt giùm em mã ba lô thỏ nha. Chị Phương Thanh ơi, chị Phương Thanh thấy này được không? Cái này ba lô nè. Rồi ưng chốt giùm em mã ba lô thỏ nha. Em chỉ còn có cái ba lô này thôi nè. Chị Phương Thanh thấy cái đó được không? Rồi ok nha chị Phương Thanh. Nha.
có ba lô to hơn. Ba lô to hơn có một cái, có một cái ba lô đó nhưng mà nó hơi xấu. Có nhưng không được đẹp lắm nha. Có nhưng không được đẹp nha. Còn mỗi ba lô bé này à. Còn cái ba lô của bé này 20 ngàn nè. Nó không được đẹp lắm. Cái này về giặt tẩy lại. Cái này không được đẹp lắm. Đôi đeo kéo và dây bản to à. Còn cái đeo nách thì bản to nè. Với cái em cũng không biết cái này kêu ba lô hay là kêu cái gì nữa. Em còn cái này hàng Cartier. Hàng Cartier nha. Nó một dạng giống ba lô nè. Còn cái này là túi túi xách nha. Túi xách. À cái đầu tiên màu sữa. Cái này phải không chị yêu? Cái này phải không? Rồi ok chốt cho chị nha. Còn con da màu đen nè. Rồi, con da đeo chéo màu đen nha. Cái này dây thâu được nha mọi người. Con này dây thâu được nha. Con này da màu đen nè. Rồi. Túi đeo chéo màu đen nha. Con này 50 ngàn nha mọi người. Ơ sao con này 60. Con này chốt 60 ngàn nha. Dạ rồi. Dạ rồi em lên về con tốt liền cho mình nha. Em lên rồi về con tốt liền. Rồi con này 60 ngàn nè. Ai ưng con đeo chéo màu đen nè không? Có ai ưng con đeo chéo màu đen nè không? Cái này hàng hàng da nè. Hàng da mềm nha. Cái này hàng da mềm nha. Zara nè, em còn đôi giày cao gót Zara nha. Hiệu Zara nha mọi người. Con này quá đẹp. Con này đẹp lắm mọi người ơi. Con này mang lên cực kỳ sang luôn. Hàng Zara nha mọi người. Con này 80 ngàn. Hàng Zara size 38 nha. Size 38. Rồi ai ưng con này, xem lại con hồng 70 ngàn đi. Con cái túi
tới đây chị. Dạ chuẩn chị. Cái đôi này là chuẩn size nha. Cái đôi này chuẩn size nha chị. Hàng của Zara lên chuẩn size nha. Chuẩn size nha chị. Họ lấy gì chốt cho em mã cao gót đen nha. Hoặc là chốt em mã cao gót đen. Rồi ai lấy chốt cho em mã cao gót đen nha. Con này mua là không có uổng tiền đâu. 80.000 hàng Zara. Hàng Zara nha, 80.000. Còn đẹp như mới luôn nè. Rồi ai lấy chốt giùm em mã cao gót đen nha, cao gót đen nha, 80.000. Rồi ai lấy chốt giùm em mã cao gót đen. Rồi chốt cho chị Phương Thanh nha. Rồi cao gót đen chốt cho chị Phương Thanh nè. Rồi chị Phương Thanh ơi, cái đo cái túi đi trên co này chị có lấy không? Túi này đẹp quá nè chị. Túi này mình đi đâu mình đựng đồ cũng tiện nữa. Nghi Hoàng ơi, cho em số điện thoại đi. Trời ơi, cái hàng này em sale dữ lắm rồi chị ơi. Cái hàng này Michenko mà chị. Michenko mà. Hàng Michenko hãng mà. Em cho chị coi bên trong nè. Bên trong lót túi nè. Cực kỳ đẹp luôn nha. Cái này em like bán à. Bớt em không bớt được chị ơi. Cái này 70.000. Không bớt được đâu nha. Hàng này còn đẹp nè. Khóa móc, khóa móc vẫn còn bóng lón nữa chị. Khóa móc vẫn còn bóng nha. Rồi chị Nghi Hoàng ơi, cái cao gót đen đó em hết rồi. Em có một đôi đó chốt cho chị Phương Thanh rồi. Cao gót đen đó em chốt cho chị Phương Thanh rồi nha chị Nghi Hoàng. Rồi chị Phương Thanh có lấy cái này thì chốt giùm em nha. Nó còn đẹp như mới à. Nó còn đẹp lắm chị ơi. Tiêm giùm em 20 đi nha. Mọi người lựa giùm em nhớ, lựa giùm em 3 cái nha. 3 cái thì chốt 100.000 nè. Rồi, ai lấy con này giờ chốt giùm em mã caro xanh nha. Mã caro xanh giùm em nha. Ai lấy chốt mã caro xanh. Áo Burberry. Áo len Burberry nha. 45
45kg đồ lại mặt vừa. Áo Burberry 45kg đồ lại mặt vừa nha. Áo len, áo len co giãn Burberry nha, 45kg đồ lại mặt đẹp nha. Rồi ai lấy chút giùm em áo áo len nha. Ai lấy chút giùm em mã áo len nha. Áo len nha mọi người. Lấy một cái không thì 35.000, ba cái 100.000 nha. Ba cái 100.000 nha mọi người. Rồi ai lấy chút giùm em mã áo len nha. Em còn đôi Juno nè. Em còn đôi Juno xanh nha. Em còn đôi Juno xanh nè. Em còn đôi Juno xanh nha. Size 39, đôi Juno xanh size 39 nha. Màu xanh ngọc nè. Bên viền vẫn còn đẹp. Rồi, con này 70.000 nha. Con này đáng lẽ chốt cho người ta rồi á, chốt cho người ta rồi nhưng mà bây giờ em bị khóa. Em bị khóa TikTok á. Bị khóa TikTok cho nên bây giờ em không biết là em không có thấy được cái tin nhắn của người đó. Em bị khóa TikTok rồi, em không thấy tin nhắn được. Cho nên em mới lấy là em bán cho mọi người nha. Con này đã chốt cho người ta rồi nhưng mà em lấy ra bán cho mọi người. Rồi. Con này 70.000 nè, size 39 nha. Con này 70.000 size 39. Rồi ai lấy chốt giùm em giày giày Juno nha, giày Juno nha mọi người. Giày Juno đàng hoàng nha. Rồi ai lấy chốt giùm em mã giày Juno 39, size 39. 70.000, ai lấy con này chốt giùm em mã giày Juno nha. Ai lấy chốt giùm em mã giày Juno nha mọi người. Nè. Em còn một con túi cầm tay 10.000 nha. Rồi ai thích con này không chốt giùm em xả 10. Mã xả 10 nha. Con này xả 10.000 nha. Rồi túi cầm tay 10.000. Rồi ai lấy chốt giùm em mã xả 10. Ai lấy chốt giùm em mã xả 10 nha. Rồi ai lấy chốt giùm em mã xả 10. Rồi xả 10 chốt cho Phương Thâm nha. Mã xả 10 chốt cho Phương Thâm. Còn cái túi da đeo tréo hình hoa nha, hình hoa. Cái này mình mà có buôn bán hay cái gì cũng tiện dữ lắm. Cái này rất là nhiều ngăn nha, nhiều ngăn. Nhiều ngăn cho mình để tiền để đồ nha. Dạ còn chị, túi em còn nhiều nha, túi em còn nhiều lắm. Để em lên từ từ cho mọi người coi nha. Rồi ai ưng con này chốt giùm em túi hoa nha, túi hoa 40.000. Rồi ai lấy chút giùm em mã túi hoa 40.000 nha. Con này em xả 40. Con này rất là nhiều ngăn nè. Đằng trước 2 ngăn, phía trên là 1 ngăn nữa, ngăn lớn. Túi cầm tay màu trắng nha. Túi da cầm tay màu trắng 60.000 nha. Túi da cầm tay màu trắng 60.000. Túi da cầm tay màu trắng 60.000 nha. Con này để dành mà kiểu dạng đi chơi, đi chơi đi xem phim rồi á. Mình chỉ xách cái điện thoại rồi thôi à. Rồi. Ưng con túi trắng này comment giùm em mã túi trắng 60.000 nha. Túi trắng 60.000 nha, con này xách tay nha. Thank you.
Rồi em còn cái đôi giày cho bé gái nè. Đôi giày cho bé gái nha. Đôi giày size 35 cho bé gái màu đỏ nè. Đôi giày size 35 cho bé gái màu đỏ 60.000 nha. 60.000. Giày Mosuno nha. Ai lấy chốt giùm em mã giày đỏ nha. Giày đỏ 60.000 Mosuno. Ai lấy chốt giùm em mã giày đỏ cho em nha. Ai lấy chốt giùm em mã giày đỏ nè, 60.000. Rồi có ai ưng con xích trắng này không? Có ai ưng con xích trắng này không? Con xích trắng này 60.000 nha. Xích trắng này 60.000 nha. Ai ưng chốt giùm em mã xích trắng. Xích trắng 60.000 nha. Ai ưng con này chốt giùm em mã xích trắng. Em còn đôi thể thao màu trắng phủ lọ nha. Em còn đôi thể thao màu trắng cổ lọ size 38 nha. Size 38 nha mọi người. Rồi ai lên chốt con này giùm em mã giày trắng. Mã giày trắng giùm em nha. Rồi con này giày trắng 50.000 nha. Ai lấy chốt giùm em mã giày trắng 50.000. Ai lên chốt giùm em mã giày trắng 50.000 nha. Đầm len body nè. Đầm len body. Rồi ai ưng con này chốt giùm em mã đầm len nha. Đầm len 70.000. Rồi đầm len body. Ai ưng chốt giùm em mã đầm len 70.000 nha. Rồi ai ưng con này chốt giùm em mã đầm len. Đầm len 70.000. Con giày cổ co giãn nha, giày len nè. Bằng vải co giãn nha mọi người. Rồi ai ưng cái con giày thể thao này chốt giùm em mã thể thao, con này size tầm 38. 38 vừa nha mọi người. Ủa con này nha. Em khui thêm mấy kệ hàng bon cho mọi người lựa nha. Em khui kệ hàng bon cho mọi người lựa luôn nè.
20.000 nha. Em xả áo hàng, áo hàng khui bom nha, áo hàng khui bom nè, 20.000. Rồi ai lấy con này chốt giùm em mà áo trắng nha, áo trắng 20.000. Giày Juno nè, không ai ưng hả ta? Có ai ưng con công giày Juno này không? Size 39. Juno màu xanh ngọc size 39 nha. Màu xanh ngọc cũng dễ mang nha mọi người. Màu xanh ngọc dễ mang nha. Size 39. Size 39 nha mọi người. Con này 70.000 nè. Giày Juno size 39. Hàng nét căng nha. Hàng còn nét lắm. Hàng đẹp lắm nha. Còn cái con ba lô màu đen. Em còn con ba lô màu đen nè, 40.000. Em còn con ba lô màu đen này 40.000 nha. Rồi ai lấy chốt giùm em mã ba lô đen nha. Bên đằng sau là dây xích nè, mã ba lô đen 40.000. Ai lấy chốt giùm em mã ba lô đen nha. Rồi ai lấy chốt em mã ba lô đen nha. Ba lô đen 40.000. Đôi giày da bóng nè. Em còn một đôi giày da bóng size 235 nha. Size 235 nha. Dành cho nam. Size 235 dành cho nam nè. Rồi con này ai lấy chốt giùm em mã giày bóng. Giày bóng mới là 50.000 nha. Giày da bóng 50.000 nha. Rồi ai lấy chốt giùm em mã giày da bóng nha. Mã giày da bóng. Còn cái con túi da rắn nè. Em còn cái con túi da rắn này. Con này 50.000 nha. Có ai ưng con này không? Con này 50.000 nè. Túi đeo chéo da rắn nha. Túi đeo chéo da rắn. Rồi ai lấy chốt con này da rắn 50.000 nha. Ai lấy chốt em mã da rắn 50.000 nha. Em 100.000. Có bóp cầm tay không? Bóp cầm tay mà.
thích không? Con này 60.000 nha. Nhỏ nhỏ đeo chéo 60.000. Con này đeo chéo nha mọi người. Bên trong có dây nè. Bên trong có dây nha. Mở khóa. Rồi bên trong là dây đeo chéo nha. Dây đeo chéo. Rồi ai ưng con Juno này chốt giùm em mã Juno xanh. Mã túi xanh nha. Mã túi xanh 80.000 nè. Con này đeo chéo nha mọi người. Em hết túi cầm tay rồi chị ơi. Bây giờ hàng lột sổ quá em cũng biết nữa. Nhưng mà hết túi cầm tay rồi. Em không có thấy túi cầm tay nha. Em còn hàng hoàng nữa nè. Em khui hàng hoàng cho mọi người nha. Đôi dép nam size chân 36 nha. Size chân 36-37 rồi nha. Em còn đôi dép nam size chân 36-37 nè. Dạ cao gót. Cao gót còn nha. Còn nha chị. Còn em còn mấy đôi nè. Cao gót em còn mấy đôi. Rồi ai lấy con dép nam này không? Dép nam này em xả 30.000 nè. Dép nam này em xả 30.000 nha. Rồi ai ưng con dép nam này comment giùm em dép nam nha. Size 36-37 thôi. Size 36-37 thôi nha. Con này size chân nhỏ nha mọi người. Size chân nhỏ nha. Size 36-37 nha. Còn một đôi này. Em còn một đôi này thôi nha. Em còn một đôi dép quay ngang này. Em còn một đôi guốc này nha. Em còn một đôi guốc này xả 30.000. Xả 30.000 thôi nha. Em còn một đôi guốc nè. Em còn một đôi guốc nha mọi người. Em còn một đôi guốc hộp nè. Phía sau góc. Em còn đôi guốc hộp lại xả 30.000 nè. Rồi ai lấy chút giùm em mã guốc. Mã guốc 30 giùm em. Mã guốc xả. Guốc xả 30 nha. Rồi ai lấy con này comment giùm em mã guốc xả 30 nha. Con này size 38. Size chân 38 nha mọi người. Con này size chân 38 ai lấy comment giùm em mã guốc xả. Guốc xả 30.000 nha. Rồi size chân 38 nha mọi người.
xả ba. Em lên thêm áo cho mọi người lựa thêm nha. Em lên thêm áo cho mọi người lựa thêm nha mọi người. Áo thun nè. Áo thun chất liệu vải thun xước nha. Thun xước nha mọi người. Rồi dạng thun gân nha, thun gân xước nha. Rồi ai lấy con này chốt giùm em mã áo trắng, mã áo trắng nha. Mã áo trắng giùm em nha, một cái 35.000, ba cái 100.000 luôn nha. Ai lựa đủ ba cái thì em tính 100.000, ai lựa đủ ba cái tính 100.000, ai lấy một cái thì tính 35.000 nha. 35.000 cây áo. Rồi 35.000 cây áo, ai lấy đủ ba cái là 100.000, ai lấy con này chốt giùm em mã áo trắng nha, mã áo trắng. Rồi mã sọc 2. Mã sọc 2, con này 52kg độ lại mặt dừa. Con này 52kg độ lại mặt dừa nha. Ở dưới có bo thun. Bo thun cột eo nha. Bo thun cột eo nha mọi người. Rồi ai lấy con này chốt giùm em mã sọc 2. Còn con này mã áo trắng nha. Mã áo trắng con này tới 55kg. 55-56kg vẫn mặt vừa nha. Con này 55-56kg mặt vừa nha mọi người. Con này phong rộng nha. Còn con này phong hơi nhỏ nha mọi người. Con này tầm 50-52kg đồ là mặt dừa thôi. Ai lấy chút thì em mã áo sọc. Áo sọc 2. Con này mã áo trắng. 35.000 cái thôi nha mọi người. Rồi mã áo bông. Rồi mã áo bông nha, chất liệu tuyết mưa. Rồi ai lấy chút thì em mã áo bông nha. Ai lấy chút thì em mã áo bông. Nhung xanh. Nhung xanh này 45kg đồ lại mặt dừa nha. Nhung xanh 45kg đồ lại mặt dừa. Con này người gọn gọn chút mặt mới dừa nha. Rồi ai lấy con này chút giùm em mã nhung xanh 35.000. Ba cái 100.000 nha mọi người. Mã sọc xanh. Mã sọc xanh 35.000 nha. Rồi ai lấy chút giùm em mã sọc xanh 35.000. Nhung xanh 35.000. Áo hoa. Áo hoa 35.000. Mã sọc 2. Mã sọc 2 35.000. Áo trắng 35.000 nha. Rồi ai con này chốt giùm em chốt mã giùm em nha. Chốt mã giùm em nha mọi người. Rồi ai con nào chốt mã giùm em. Ai con nào chốt mã giùm em nha. Nha mọi người. Ai lấy chút gì em mã quần 1 40.000 nha. Chết mẹ rồi. Đi nha. Quên.
chờ em chút xíu nha mọi người, chờ em chút xíu. Con này 35 ngàn luôn nha mọi người. Áo Rosara. Dạ đúng rồi chị. Cái đôi guốc hồi nãy 30 ngàn á. Em có nốt lại cho chị rồi. Em có nốt lại 30 ngàn cho chị rồi á. Có nói lại cho chị rồi á. Rồi ai ưng con áo này nha, ai ưng con áo này không, rồi con này size từ 45kg độ lại mặt vừa nha, size 45kg độ lại mặt vừa. Phía bên trên có hộp ngọc trai nè, hộp ngọc trai nha, 45kg độ lại mặt vừa nha. Rồi ai ưng con này chốt giùm em mã 10 đi, mã 10 giùm em nha, mã 10 size size 45kg độ lại mặt vừa nè. Con có 35 ngàn thôi nha. Quần thun co giãn. Quần thun co giãn nha. Quần thun co giãn nha, con này 50kg độ lại mặt vừa nè. Quần thun co giãn 50kg độ lại mặt vừa. Quần này 40 ngàn nha. 40 ngàn, ai ưng con này chốt mã quần 2. Mã quần 2 giùm em nha, ai ưng con này chốt mã quần 2 giùm em. Ai ưng con này chốt mã quần 2 ha. Đầm ren size S. Đầm ren size S 45kg độ lại mặt vừa. Đầm body ren size S 45kg độ lại mặt vừa nha. Phía bên trên là cổ yếm. Bên trên cổ yếm nha, đầm ren size S nè. Em quay cận chất vải cho mọi người coi nè. Rồi con này 70 ngàn nha. Ai 45kg độ lại lấy con này giùm em nha. Ai 45kg độ lại lấy con này nha. Lấy con này mặc cưng lắm. Hàng hot girl nha. Hàng hot girl nha mọi người. Hàng hot girl nha. Rồi ai ưng con này chốt giùm em mã đầm ren nha, đầm ren 70 ngàn. Ai lấy chốt mã đầm ren 70 ngàn. Áo thun. Áo thun số 48 nha. Áo thun số 48 nha. Áo thun số 48 35 ngàn nè. Áo thun số 48 35 ngàn nha. Con này 55kg độ lại mặt vừa. 55kg độ lại mặt vừa nha mọi người. Con này 55kg độ lại mặt vừa. Ai ưng con này chốt giùm em mã áo thun. Mã áo thun giùm em nha. Ai ưng con này chốt giùm em mã áo thun nha. Áo thun 35 ngàn. Mỏng còn tan mạc đàng hoàng. Áo len mỏng hàng còn tan nha. Áo len mỏng hàng còn tan nha. 35 ngàn. Lâu lâu mới có dính được con còn tan còn mạc ha. Rồi ai lấy chốt cho em mã áo len. Mã áo len 35 ngàn. Ai lấy con này chốt cho em mã áo len 35 ngàn nha. Áo len 35 ngàn. Rồi ai lấy chốt cho em mã áo len 35 ngàn.
ai lấy chốt gì em mã áo lên 35.000 nha. Con này còn tan nè, còn tan này đẹp nha mọi người. Con này 55kg đồ lại mặt dừa nè, 52-55kg đồ lại mặt dừa nha. Rồi ai lấy chốt cho em mã áo len nha, 35.000. Áo thun thể thao cho người 45kg đồ lại mặt dừa nè. Áo thun thể thao cho người 45kg đồ lại mặt dừa nha. Rồi 45kg đồ lại mặt dừa nha mọi người. Ai lấy chốt cho em mã thể thao, mã thể thao 1 nha. Mã thể thao 1 35.000. Mã thể thao 1 35.000. Dè mốt sono size 35 màu đỏ nha, dè mốt sono màu đỏ size 35 nha, size 35 60.000. Ai ôm con này chốt cho em mã dài đỏ, dài đỏ 60.000 nha. Rồi áo ren, áo ren màu xanh này 35.000, áo ren màu xanh này 35.000, size từ 55kg độ lại mặt dừa, size 55kg độ lại mặt dừa nha. Con này size 55kg độ lại mặt dừa. Áo màu xanh coban này size từ 50kg độ lại mặt dừa. Rồi ai lấy chốt cho em mã mã 4 giùm em nha. Con này mã 4, con này mã 5 nha. Rồi ai lấy chốt giùm em mã 4, con này mã 5, con này ai lấy chốt giùm em mã 4, con này mã 5. Con này 55kg đồ là mặt dừa, con này 50kg đồ là mặt dừa nha. Con này 50kg đồ là mặt dừa nha. Mã 4. Kiểu nổi nè. Rồi ai lấy, ai ưng con này chốt cho em mã len trắng, mã len trắng nha. Mã len trắng này xả 35.000. Mã len trắng xả 35.000 nha. Con này 52kg đồ lại mặt dừa. Mọi người ơi, bây giờ em bận công việc một chút xíu nha. Bây giờ em bận công việc một chút xíu. Mọi người chờ em chút xíu ha.
bà có nhà không? Ý là có nhưng mà trời ơi, chị mẹ chồng em trước mấy đứa nhỏ mà chị nãy giờ không có nói. Hả? Ừ, để chị. Chưa nữa. Rồi mọi người ơi, chút xíu nữa em lên live tiếp nha. Mọi người ơi, chút xíu nữa em lên live tiếp nha. Em chạy đi công việc chút xíu rồi em lên live tiếp nha mọi người. Xin lỗi mọi người nha, chút xíu em lên nha. Mọi người đừng có giận em nha, chút xíu vô live tiếp nha mọi người.